Ngày đầu tiên mình du lịch Thái Lan ha, là mình ở cái hotel Twin Tower, nhưng mà mình lại không thấy cái tên của nó nằm ở trên khách sạn gì hết trơn, mình không thấy gì hết trơn gọi hết đó, mình không thấy gì hết trơn gọi, nhưng mà mình lại thấy ở trên cái dù tre. Ngày đầu tiên đi du lịch Thái Lan là mình ở cái hotel này. Cái hotel này là lúc mới xây dựng là nghe nói là nó là 4 sao, nhưng bây giờ nhiều năm qua rồi thì nó bị xuống cấp. Bây giờ nó còn là 3.5 sao. Nhưng mà thấy cũng ok, không đến nỗi nào. Bên trong này là mai mốt là cứ ăn sáng là xuống đây ăn sáng, ăn sáng. Mình ở phía bên cánh tay trái của cái lobby. Đó. Phía bên kia là cái tay phải. Phía bên phải. Nhưng mà nó không có cái cầu thang để ăn thông qua phía bên trái. Mình thấy ra mình phải đi qua phía bên phải của mình. Mình đi lên phòng của mình coi. Xa xa các bạn thấy có gì không? Đi giống như bàn thờ ông thần tài vậy đó. Nhưng mà mình thấy cũng giống chấm thiệt. Đó. Anh như bàn thờ ông thần tài đó, thấy không? Hello. Phòng của mình là tới lầu 14 lận. 14. Yeah. Phòng hai giường. Hai mẹ con mình. Cũng ok. Nhưng mà cái view window ra thì thấy không được đẹp lắm. Ở bên dưới ta còn đang xây tùm lum kìa. Mà xa xa đằng kia là hình như là xe lửa. Đường này xe lửa. Quá trời luôn. Hồ bơi của cái hotel này nằm ở lầu 5. Mấy đứa nhỏ nó khoái quá nó bơi kìa. Trong cái hotel mà nó cũng có nhiều cái restaurant quá, cái nhà hàng quá ha. Mình sẽ ăn sáng ở cái Gothic cái restaurant này nè. Ăn sáng đó. Tại nó sáng quá nên nó là mờ. Wow, lầu 3. Ở lobby có một cái. Rồi lầu 5 cũng có một cái.
lầu 3 cũng có một cái, vậy có nghĩa là ba cái massage, bên kia là massage. Nhà hàng ở lầu 5, lầu 3. Cứ mỗi buổi sáng là mình ăn ở ngay chỗ cái ở lobby floor. Nhà vua Thái Lan. Thành thử ra mình đi đâu, tiệm quán, nhà hàng, siêu thị, khách sạn gì mình cũng thấy có một cái này nè. Đó. Mình đi đâu mình cũng thấy. Hôm nay nhà vua. Hôm nay là sinh nhật. Sau đó vào sân khấu lớn và xem chính thức cái show diễn từ 8 giờ đến 9:20. Đường phố nhìn nó cũng giống Sài Gòn chứ đâu, đó khác gì đâu. Ngày thứ bảy thì cũng hơi vắng vẻ chút xíu. Vào buổi tối đây những cái hàng quán đây bán đông mà anh chị. Ít gắn máy, nhiều xe hơi. Nhìn nó không có được sang trọng nhưng mà nó ăn uống cũng nhiều món lạ ngon mà anh chị ha. Như đây có món cá lóc mà nó không chiên có đèn sau hả? Đó nó hấp hấp với giống như là cay 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 chua chua với giống không có đèn xanh đèn đỏ à? Dạ, có nhiều món ăn mà lạ vậy sao? Lạ so với Việt Nam ta. Phải có đèn giao thông chứ, tại vì xe hơi không mà phải có đèn giao thông chứ đó. Sang hơn. Vấn đề dây điện là ít hơn à. Đó là ông vua Rama 10 đó. Ông này là sinh ngày 28 tháng 7 giờ 1952. Có nghĩa là ngày mai là ngày sinh nhật ông vua. Ngày mai à. ngày 4 tháng 5 cho đến ngày 6 tháng 5 năm 2019. Bởi vì ông là đó là giống như báo hiếu cho cha của mình đấy, và 3 năm để tang các anh chị. Đó là chính xác là cái màu xe đó chỉ duy nhất của hoàng gia các anh chị ha, của nhà vua, của hoàng gia mới được chạy cái lông màu xe đó. Còn taxi thì dùng vàng được luôn thì có, nhưng cái màu đặc trưng, cái màu vàng, màu vàng kem á, cả nhà mình sẽ không thấy cái loại xe đó nếu mà để cái nhìn kiếm gì mềm. Tại vì cái loại xe đó là một là dòng xe mẹ, hai là dòng xe Nissan, và là thiết kế riêng, là hãng của những cái thiết kế riêng cho nó, không có người dân không có thường là ít chạy loại cái dòng xe đó, mà cái màu cũng thiết kế riêng các anh chị. Mà mấy cái xe đó đi là chạy xe dữ lắm, bởi vì chặn đường, mấy cái đường cao tốc để chặn lại. Và hôm nay là có máy bay riêng các anh chị, có máy bay riêng. Và tổng cái tài sản mà người ta nói của hoàng gia Thái này có lên đến là 35 tỷ đô la, giàu nhất trên thế giới, nói về các vị vua các anh chị, đó là vua Thái Lan. Bên phải là cái khu mà trung tâm, những cái trung tâm thương mại và siêu thị, và cái ngày chúng ta từ Bắc Thái Giao về lại, chúng ta sẽ ghé khu vực này các anh chị để mình đi tham quan các bảo tàng Sáp, cũng như là ăn uống ở tòa nhà Ba Giọt đó, tòa nhà cao 84 tầng. Ăn lương tầng 76 hoặc 77 75 đó là ăn buffet trên tòa nhà đó. Ở phía dưới là khu chợ đêm. Cái buổi tối ngày đầu tiên ăn buffet. Ăn buffet cũng có lý. Cơm trắng. Cơm. Ôi, nước mắm gì mà nó cay dữ. Cái đó thích gà hay cá hay ốc. Nó có để chữ đó nha. Nè, nó có để chữ nè, chicken, cái đó thịt gà. Cái này là thịt heo. Súp gì đây? Chắc curry quá.
Còn em muốn ăn hủ tiếu thì gọi tại chỗ rồi. Vào cửa rồi bấm lỗ rồi, nhưng mà bên trong nó cũng có mấy cái tiệm cửa, tiệm hàng quán bán gì bán gì. Người ta đóng kịch đó, thì tranh thủ chụp hình với người ta. Chào Trân là họ bên đây, họ là Thái Quốc Lý Giới Sở, là người địa phương. Mình đi một vòng 360 độ nha. Vân đứng ở góc thì cận. Đó, Vân đứng ở góc đó đó. Một lát nữa vào coi kịch của Thái Lan đó. Là kịch này là kịch độc quyền, nó không cho quay phim. Thái Lan là đi đâu cũng thấy là vừa trái. Đi đâu cũng thấy vừa trái. Bạn đừng có giận luôn. Một rừng lá dứa luôn, lá dứa nó mọc ở dưới nước luôn á hả? Ôi. Lá dứa với lại lá lốt nè chị Thuận. Lá lốt. Lốt mà nó cuốn tùm lum tà la chấm với mắm cá đó. Đây nè lá lốt nè. Đây nè lá lốt một rừng luôn chứ. Đây nè. Ruộng lúa rồi đó. Nó tạo cảnh làm ruộng lúa nè. Lá dứa mọc đầy á kìa, mọc đầy giống như cái dại á đây nè. Nó tạo cảnh lúa chứ không phải hành. Về không thấy sao, ra đây thì hay quá, hay quá phải không? Kinh tế văn hóa rồi nọ, Thái Lan phải không? Nóng.
sữa cà phê, nó lấy sữa đậu nành từ phía bên kia. Cái này hình như là cháo, đúng rồi cháo. Nó mấy cái gia vị để nêm cháo, gừng, hành, chỉ có quẩy, rồi giống như khoai tây, chiên, ớt. Cháo trắng à, cháo trắng, cháo trắng ăn với đồ muối, cải muối này, cháo trắng mà chắc cháo cháo chay quá ha, không có thấy thịt, là thấy đậu hũ rồi dưa cải chua. Cái mùi này nó thơm ngon lắm, mùi thịt xanh, nó giống như mùi Mentos, kẹo Mentos. Trứng có sốt mè. Ủa sao tưởng mẹ xuống rồi. Fried potato, hot dog với ham, quay bánh ngọt để cho quẩy là mình đâu. Cái này là fruit salad.